Vâng, em Giang nay lại quay trở lại giới thiệu cho các bác cái dòng bay xây dựng nhà em nhá. Đấy, em vẫn phục vụ các bác đầy đủ các kích mẫu mã kích thước nhá. Đấy. Đấy, mặc dù dịch nhưng cũng phải cố gắng để phục vụ các bác. Đấy. Đấy, tất cả nhà em vẫn đầy đủ 8 mẫu tất cả. Con đầu tiên là con lá đề, chất liệu là Lipoto, sáng bóng luôn. Xây tô đều được. Tiếp theo là con thứ hai là con bay tô, chuyên tô. Đấy. Con này thì bằng chất liệu thì sẽ bằng thép lõi cưa mềm, bong bay. Nhưng mà mềm, nó mềm có sự đàn hồi nha, nó rất là bong bay đấy, rất là đấy, mềm bong bay, phục vụ cho các bác việc tô chát. Tiếp theo là con bay tháp, là con này xây tô cũng được. Tiếp theo là con bay xây A1 trắng, bay xây A1 vuông, con titan, con đế vàng. Đế vàng là con chuyên xây, con này là con hàng này đặc biệt nhé em nhé. Chặt gạch các loại gạch cứng đến mấy cũng ok, thoải mái luôn. Tiếp theo là con bay răng cưa. Đấy, tiếp theo là con bay răng cưa, con bay răng cưa nhà em chuyên để ốp lát nhé. Đấy, đầu cán tất cả các loại bay nhà em, đầu cán đều bọc huy đồng nha, và tất cả đều được chốt thêm một cái đinh thép nữa, nên là các bác yên tâm sử dụng không lo là long cán rụng cán nhá. Đấy, còn bay thì tất cả được chép chốt bởi bốn cái đinh thép chống dỉ. Đấy, hàng nhà em thì yên tâm, các bác cứ yên tâm sử dụng luôn đó. Đấy, tất cả các mẫu bay từ con bay số 1 đến con bay số 6 nhà em bán là đồng giá 60.000, nguyên con 7 và con 8 là 80.000, chưa bao gồm phí ship. Đấy, các bác mua hàng thì bây giờ dịch giã em hỗ trợ là 20.000 tiền ship một đơn, còn mua từ 3 cái trở lên thì em sẽ miễn ship. Đấy là hỗ trợ cho các bác trong khi dịch giã nhá, chứ còn giá này thì cũng chả có lời lãi gì đâu, gọi là bán để phục vụ các bác thôi. Đấy, nên bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình. Em sẽ giao hàng toàn quốc. Đấy, xin lỗi các bác, là những các bác mà trong vùng dịch thì các bác thông cảm. Khi nào hết dịch thì em sẽ ship hàng cho. Đấy. Đấy, các bác nhanh tay đặt hàng nha.